Mai xin chào cả nhà. Hôm nay Mai xin chia sẻ đến cả nhà đó là món gà hấp bông cải xanh. Mình chuẩn bị đây là một con gà khoảng ký 6 nè, một bông cải khoảng 300 g, một trái ớt sừng và 5 tép hành tím. Mai sẽ bóc vỏ phần củ hành tím và phần ớt thì mình sẽ cắt ra, mình bỏ bớt cái phần hột đó cả nhà. Lúc đó mình cho vào một cái cối để mình xay. Mình xay cho nó nhuyễn ra thì lúc mình ướp vào gà thì nó sẽ ngon hơn. Còn phần bông cải thì mình sẽ cắt ra thành từng cái bông nhỏ. Phần cọng cải thì mình sẽ gọt bớt cái phần vỏ bên ngoài cả nhà, phần cứng mình bỏ đi, sau đó thì mình cắt thành từng phanh tròn để chúc mình trang trí cho đẹp hơn. Còn đây là phần củ hành và ớt mình đã xay nhuyễn như vậy là được rồi nè cả nhà. Mai sẽ cho cái phần ớt á, và phần củ hành mình đã xay nhuyễn mình cho ra dĩa. Sau đó mình sẽ cho cái phần hạt nêm. Đó là một muỗng cà phê muối bọt, 2 muỗng hạt nêm thịt no hoặc là hạt nêm gà, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê bột nghệ khô nha cả nhà, tùy vào khẩu vị mà mình nêm nha cả nhà. Sau khi mình cho đầy đủ gia vị thì bắt đầu mình sẽ ướp vào phần gà. Lúc này mình sẽ ướp phần gà, xo đều phần gà mặt trước và mặt sau cho nó thấm đều, thì lúc khi mình hấp thì gà nó sẽ ngon hơn. Phần gà này mình ướp thì mình không sử dụng phần đường nha cả nhà, tại vì trong cái phần nước sốt mình chấm á, nó có vị chua ngọt, gà thì mình ướp như vậy là rất là vừa ăn rồi. Mình ướp phần bột nghệ vào thì khi mình hấp phần gà nó có cái màu vàng, nó rất là đẹp. Mình để gà khoảng 15 phút, sau đó mình chuẩn bị một nồi nước sôi nè, mình cho phần gà vào mình hấp. Hấp gà thì mình mở lửa sôi vừa, khoảng tầm 20 phút là phần gà nó chín rồi đó cả nhà. Sau 20 phút là mình thử nè, mình dùng một cái nĩa mình thử cái phần đùi, mình ghim vào mà mình thấy nó không còn cái nước màu đỏ nữa là có nghĩa là phần gà của mình đã chín. Lúc này là đã chín rồi đó cả nhà. Mình sẽ cho phần gà ra một cái vỉa. Tiếp theo thì mình chuẩn bị một cái nồi nước, sau đó mình sẽ hấp phần bông cải. Cho hết phần bông cải vào nồi mình hấp khoảng tầm 1 phút. 1 phút là được nha cả nhà. Bông cải nó rất là mau chín, mà mình hấp chín quá thì mình ăn nó sẽ không ngon. Bông cải mình hấp vừa chín tới thì nó có màu xanh rất là đẹp, mà mình ăn nó cũng rất là ngọt. Phần gà đã nguội bớt rồi, lúc này mình sẽ cắt ra nha cả nhà. Cắt thành từng miếng vừa ăn. Cái khi mình ăn nó sẽ dễ hơn. Gà hấp bông cải xanh thì mình ăn trong những bữa cơm hoặc là những bữa tiệc đều rất là ngon nha cả nhà. Mình hấp về là cái phần gà nó vừa chín tới luôn nè cả nhà, cho cả nhà xem. Đó, nó vừa chín luôn, nó rất là ngon. Mai cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Mai. Mai chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mai chúc cả nhà luôn có những bữa ăn ngon cho gia đình. Món ăn ngon và hấp dẫn thì mình cần phải có phần trang trí. Ở đây Mai đã chuẩn bị phần bông cải. Mình sẽ sắp cái phần bông cải xung quanh cái phần dĩa gà. Mình chọn những cái bông đều nhau thì mình sắp cái dĩa gà nó mới đẹp hơn nha cả nhà. Mình sẽ sắp thêm cái phần cọng cải mình sắp phanh tròn đó, mình sắp xen vào ở khoảng giữa.
thì cái dĩa đồ ăn của mình nó sẽ bắt mắt và đẹp hơn. Phần nước chấm ở đây thì mình sử dụng phần tương ớt xí muội. Phần tương ớt xí muội này thì nó rất là vừa ăn, nó có vị chua ngọt. Mình chấm với thịt gà thì mình ăn rất là hợp. Mai chúc cả nhà làm món ăn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.